Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Từng thân thiết với ông Trọng vì sao Dr. Thanh bị Bộ Công an đánh. Ở Việt Nam, không một đại gia nào mà không kết thân với một thế lực chính trị. Nói cho dễ hiểu là muốn làm ăn lớn thì cần phải có quyền lực chính trị đỡ đầu. Doanh nghiệp Tân Hiệp Phát của đại gia Trần Quý Thanh hay còn gọi là Dr. Thanh được xem như một thế lực thân với người nắm quyền lực lớn nhất hiện nay, tức là ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã yếu và ông cũng sắp hết nhiệm kỳ trong chưa đầy 6 tháng nữa. Cơ cấu quyền lực cấp cao nay xem như tạm ổn. Những người đã an vị thì không sợ mất ghế nữa, mà họ lo nắn gân các đại gia thân thuộc với thế lực cũ. Nhưng bỗng nhiên, báo chí đưa tin Bộ Công an đang nhắm vào gia đình ông Trần Quý Thanh, làm người ta đặt câu hỏi lớn liệu rằng có phải đây là trò nắn gân của thế lực mới để lôi kéo một đại gia lắm tiền nhiều của về phe mình hay không? Trước đây có thể nói, dựa vào uy của ông Trọng, gần như không một thế lực nào có thể động chạm vào Tân Hiệp Phát của Trần Quý Thanh. Từ một doanh nghiệp tận miền Nam nhưng có mối liên hệ bung ra đến tận Trung ương và tới người có quyền lực lớn nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, làm các thế lực phải ngán ngại. Mới đây, trên tờ Cà Phê F và nhiều tờ báo khác đồng loạt đưa tin, Bộ Công an đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu pháp lý điều tra liên quan con gái Dr. Thanh, làm nhiều người hết sức bất ngờ. Một thế lực gần như bất khả xâm phạm, nhưng hiện nay đang bị sờ gáy, làm người ta đặt câu hỏi rất lớn. Phải chăng Thanh trì chống lưng cho Tân Hiệp Phát hiện giờ đang lung lay dữ dội? Đây là hình ảnh bài báo của Cà Phê F đăng về việc con gái ông Trần Quý Thanh. Tân Hiệp Phát được ông Trọng đỡ đầu từ khi nào cũng là điều người dân thắc mắc. Ngay từ năm 2014, Tân Hiệp Phát vừa khánh thành nhà máy Number One ở Hà Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đích thân đến thăm nhà máy cùng đoàn tùy tùng rất đông đảo. Đến Tân Hiệp Phát, Hà Nam, ông Trọng được sắp xếp phát biểu với cán bộ, công nhân viên nhà máy Number One ở Hà Nam. Ông Trọng đã không tiếc lời khen ngợi tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà trong đó nhân vật chính là ông Trần Quý Thanh. Ông Trọng đã nói rằng, với kinh nghiệm đã có, tập đoàn Tân Hiệp Phát cần cố gắng hơn nữa để phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là giải quyết tốt việc làm cho người lao động trên địa bàn. Vâng, việc ông Trọng đến một doanh nghiệp tiếp xúc với công nhân và phát biểu trước công nhân là một việc làm chưa từng có. Không biết ông Trần Quý Thanh và ông Trọng thân tình như thế nào mà mời được ông Trọng đến để khoe mẽ và rình rang như vậy. Ông Trọng cũng quên mất nguyên tắc bảo đảm an ninh mà tiếp xúc gần gũi với công nhân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cùng Trần Quý Thanh tại nhà máy Tân Hiệp Phát, Hà Nam. Trong chuyến thăm đó, ông Trọng được mời đi tham quan khu vực nhà máy và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất trà thảo mộc Dr. Thanh, sản phẩm đầu tiên tại nhà máy nước giải khát Number One ở Hà Nam. Với hình ảnh này thôi thì đó là sự bảo chứng cho tầm ảnh hưởng của ông Trần Quý Thanh trên đất Hà Nam. Sẽ không có quan chức cấp tỉnh nào dám làm khó dễ việc làm ăn của ông. Và thông tin cho thấy Tân Hiệp Phát khi đó là thế lực bất khả xâm phạm. Được biết, từ năm 2009 đến nay, thương hiệu Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát đã dính đến 6 vụ bê bối nước giải khát hiệu Dr. Thanh có ruồi. Có thể kể các vụ như sau. Vụ thứ nhất vào khoảng tháng 3 năm 2009, tại quán của bà Thu Hà, tức là quán ăn Thác Vàng Biên Hòa, có khách nhận thấy chai nước tăng lực Number One còn đậy nắp chứa ống hút bên trong. Nhân viên của bà báo cho công ty Tân Hiệp Phát nhưng không ai đến giải quyết. Vụ thứ nhì là vào năm 2010, ông Trương Ngọc Tuấn, 40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có mua 2 thùng sữa đậu nành Number One Soya về bán và sử dụng. Khi dùng, ông Tuấn phát hiện 6 chai đã gợn đục có kết tủa màu trắng. Dr. Thanh không giải quyết. Vụ thứ ba vào năm 2011, ông Phạm Văn Trực, 45 tuổi, chủ quán cà phê Thiên Thai ở thị xã Thuận An, Bình Dương, đã phản ánh trên Poto Time về việc phát hiện thêm một số sản phẩm nước giải khát bị hư hỏng của Tân Hiệp Phát mà quán của ông lỡ nhận hàng về. Vụ việc cũng như các vụ việc trước đây mà thôi. Và vụ thứ tư, bà Tất Tố Mai, chủ quán cà phê Hàng Hải, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phản ánh các chai trà thảo mộc của Dr. Thanh còn nguyên chưa khui và hạn sử dụng đến tháng 5 và 6 năm 2013. Tuy nhiên, nước uống trong chai đều có tình trạng chất nhầy kết tủa, lợn cợn nổi bồng bềnh phía trên cổ chai. Vụ thứ 5 là Nguyễn Đình Hiệp,
trú ở đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vinh đã phản ánh với phóng viên Dân Việt. Vào ngày 8 tháng 8, anh có mua 2 lốc trà xanh không đậu ở cửa hàng tạp hóa của chị Vân nằm trên đường Nguyễn Viết Xuân. Sau khi lấy chai cuối cùng của lốc thứ nhất uống, thì anh Hiệp phát hiện vật thể màu lạ màu vàng dính ngay trên miệng. Vụ thứ 6 là chủ quán cơm Võ Văn Minh, 35 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang, phát hiện có ruồi trong chai nước nằm ở oăn chưa mở nắp của công ty Tân Hiệp Phát. Ông Minh đã giữ lại chai nước rồi gọi điện cho doanh nghiệp yêu cầu cử đại diện gặp Minh thương lượng. Trong lần gặp đầu tiên, Minh yêu cầu phía công ty phải đưa cho Minh 1 tỷ đồng nếu không sẽ tung tin ra bên ngoài. Sau 3 lần thương lượng có lập biên bản, hai bên đã đồng ý mức giá 500 triệu đồng. Tới ngày 27 tháng 1 năm 2015, Minh hẹn gặp đại diện công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trong lúc Minh nhận 500 triệu đồng thì bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. Và kết quả, từ khi anh Võ Văn Minh bị như vậy thì những sai phạm của Tân Hiệp Phát không cơ quan nào dám động đến. Đây là hình ảnh báo chí lên tiếng cũng không làm được gì Tân Hiệp Phát. Con gái của ông Trần Quý Thanh đã bị sờ gáy. Hiện nay, Bộ Công an đang đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương phục vụ điều tra xác minh. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi giao dịch như chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp và cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương sinh năm 1981. Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã văn bản số 4335 vào ngày 9 tháng 11 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra xác minh. Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan điều tra Công an đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chỉ đạo các cơ sở và ngành gồm có Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế và Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động như giao dịch chuyển nhượng, mua bán, trao tặng quyền sử dụng đất v.v. cho đến khi có ý kiến của cơ quan điều tra của Bộ Công an đối với bất động sản Minh Thành, Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Đây là hình ảnh bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thành đang bị Bộ Công an điều tra. Lần đánh kỳ này cho thấy không giống như những lần trước. Tất cả các báo đồng loạt đưa tin như có sự chỉ đạo từ Trung ương. Như lần trước, ông Trần Quý Thanh đã dùng sức mạnh quan hệ để đè bẹp truyền thông và đưa người tố cáo vào tù. Liệu lần này ông có xoay sở được hay không? Đấy vẫn là câu hỏi mà rất nhiều người đang muốn biết. Và với những thông tin như vậy, thì khi bị tố cáo lừa đảo đất đai, liệu ông Trần Quý Thanh có ra tay như vụ án con ruồi 500 triệu hay không? Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra đơn của một cá nhân tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt khu đất ở đường Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân. Liên quan đến vụ việc, vào cuối tháng 3 năm 2019 đến nay, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã ra quyết định phong tỏa 29 thửa đất do bà Phương đứng tên. Bộ Công an còn điều tra nội dung tố cáo lừa đảo khu đất giá trị lớn có liên quan đến bà Trần Uyên Phương. Cho rằng mình bị lừa đảo trắng trợn, ông Trung tố cáo bà Phương và ông Long đến Bộ Công an và cơ quan này đã thụ lý điều tra. Đây là vụ án và vụ kiện thứ hai sau vụ án ông Võ Văn Minh tố con ruồi trong chai Dr. Thanh. Lần đó, ông Trần Quý Thanh đã đưa Võ Văn Minh vào bẫy và dùng tiền và quan hệ ép Võ Văn Minh phải ngồi tù và mình thì thoát tội. Để đấu với Dr. Thanh không hề đơn giản. Lần này, ông Nguyễn Phi Long cần rút ra bài học từ vụ án Võ Văn Minh để tránh đi vào vết xe đổ của ông ta và chịu cảnh tù tội. Đây là hình ảnh gia đình ông Trần Quý Thanh. Tân Hiệp Phát, một thế lực bất khả xâm phạm bây giờ, dường như không còn vững chắc như xưa nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng sắp hết thời và rất yếu. Ông Trần Quý Thanh phải tìm một thế lực mới tương xứng để đỡ đầu cho công việc làm ăn của ông. Trần Quý Thanh rất giàu, doanh nghiệp của ông ta là miếng mồi lắm kẻ thèm thuồng. Chuyện đấu tố triệt hạ chỉ mới bắt đầu, chưa nói lên điều gì cả. Và thế lực Trần Quý Thanh rất mạnh. Không biết lần này Bộ Công an có quật nổi ông ta hay không? Thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020 với bản tin Từng thân thiết với ông Trọng, vì sao Dr. Thanh bị Bộ Công an đánh tới tấp?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.